Kính chào quý vị, chương trình 60 giây chiều nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng sẽ mang đến cho quý vị nhiều câu chuyện đáng nghe, đáng xem. Và không để quý vị đợi lâu, ngay sau đây là những nội dung chính của chương trình. Ngư dân huyện Cần Giờ hào hứng tham gia thả cá giống khôi phục nguồn thủy sản. Giải bài toán hạn mặn cho đồng bằng sông Cửu Long. Và ứng cử viên chiếc áo cam cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Sáng nay, nhiều địa điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thả cá giống trở về tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống của loài thủy sản, thả bổ sung loài thủy sản nguy cấp quý hiếm. Các giống thủy sản năm nay cũng được đánh giá là phong phú hơn so với những năm trước, ghi nhận tại huyện Cần Giờ. Với người dân vùng biển Cần Giờ, đây là một hoạt động rất có ý nghĩa và thiết thực với đời sống của họ. Ngư trường ở đây giờ nó cũng muốn kiệt quệ, cá rồi tôm rồi rất kiệt quệ rồi. Cái thả cá này rất là hay, rất là ý nghĩa cho ngư dân ở Cần Giờ. Năm nay huyện Cần Giờ sẽ thả khoảng trên 3.100 giống cá mú chấm đen, trên 200.000 con tôm sú và nhiều loại thủy sản nước lợ cũng như nước mặn khác phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực. Cái nguồn giống đã được thuần hóa để phù hợp với cái môi trường tại các địa điểm thả giống. Đồng thời con giống cũng đã có cái chứng nhận kiểm dịch của các cái cơ quan chức năng để đảm bảo là con giống đạt cái chất lượng tốt nhất. Việc triển khai hoạt động thả cá giống này không chỉ giúp địa phương tái tạo nguồn lợi thủy sản mà qua đó còn giúp nâng cao ý thức, kêu gọi sự chung tay của người dân trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và đảm bảo ổn định sinh kế của người dân. Sáng nay, công ty cổ phần chứng khoán VN Direct chính thức được Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cấp phép để mở lại hoạt động hệ thống giao dịch sau thời gian khắc phục sự cố bị tấn công. Sau một tuần khắc phục sự cố, VN Direct đã hoàn thiện giai đoạn khôi phục và tái kết nối, chính thức chuyển sang giai đoạn phục hồi giai đoạn 2 trong lộ trình 4 giai đoạn. Phía công ty chứng khoán sẽ tiếp tục rà soát cẩn trọng để mở lại toàn bộ các tính năng và dịch vụ của hệ thống, theo đúng lộ trình thông báo đã gửi đến khách hàng. Trong ngày đầu tiên mở lại giao dịch, khách hàng của công ty này có thể truy cập tài khoản, thực hiện các giao dịch cơ sở, giao dịch chứng quyền, giao dịch phái sinh. Thưa quý vị, từ tháng 12 năm 2023 đến nay, nhiều đợt xâm nhập mặn tiếp tục xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, đỉnh điểm là tháng 3, khi đợt xâm nhập mặn xuất hiện vào các ngày 8 đến 13 tháng 3, với ranh mặn 4 phần ngàn đã vào sâu trong các con sông từ 40 đến 66 km, có nơi sâu hơn. Xâm nhập mặn với cường độ cao đã khiến cho đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Từ đầu tháng 2 tới nay, nước mặn theo sông Hậu đã xâm nhập gần 50 km vào địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đe dọa đến nhiều diện tích cây trồng của người dân. Vụ ba này nước bộ nó kém quá, nước mặn nhiễm mặn quá. Nước sinh hoạt cho người dân đồng bằng sông Cửu Long trong mùa hạn mặn năm nay cũng khó khăn không kém. Rửa chén rồi thì mình tưới cây, bông, trồng cây hoa quả gì đó. Có khi không có nước mà phải đợi là không có nước để tắm luôn nữa. Theo các chuyên gia, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn ngày càng diễn ra gay gắt, lan rộng và kéo dài, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân. Hàm lượng mặn nó cũng quá lớn so với cái tiêu chuẩn cấp nước, bởi vậy là chúng ta phải xem xét đến việc liên kết vùng để mà ứng phó biến đổi khí hậu về vấn đề nguồn nước. Thiết kế và triển khai các chương trình hành động cụ thể để ứng phó với tình trạng hạn mặn đang rất cấp bách. Ngoài ra, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và có giải pháp phù hợp để đồng bằng sông Cửu Long có thể sống chung với hạn mặn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, trên địa bàn tỉnh đã có 7 trên 11 huyện thị bị ảnh hưởng bởi hạn hán kéo dài, gây ảnh hưởng thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất. Ghi nhận tại huyện biên giới Bù Đốp, địa phương đã làm tốt công tác chống hạn và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt sản xuất. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, trong 2 năm gần đây, huyện đã đầu tư các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, chủ động nạo vét các kênh mương nội đồng. Hiện trên địa bàn huyện Bù Đốp có 7 công trình hồ đập thủy lợi đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu cho hơn 3.500 hectare đất sản xuất, trong đó hơn 1.000 hectare đất lúa. Nói chung ngày trước kia thì có một vụ thôi, là mỗi mùa, là nó tới 6 tháng mới thu nhập, mà không có nước. Mà hiện nay thì được cái nước, thì cuộc sống của bà con thì no ấm, lúa gạo thì đầy đủ ăn, không thiếu trong cái vụ giáp hạt nữa. Đến cái thời điểm hiện tại thì trên địa bàn huyện chưa xảy ra cái hạn hán và chưa xảy ra cái tình trạng thiếu nước. Tất cả các cái hồ đập vẫn đang đủ nước để cung cấp cho cái việc sản xuất nông nghiệp.
Để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nước, huyện Bù Đốp đã tuyên truyền vận động người dân lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm, đồng thời phối hợp với ban quản lý các công trình thủy lợi xây dựng kế hoạch điều tiết nguồn nước một cách khoa học và hợp lý nhất. Rêu bám dày bờ đá, đê chắn sóng, tạo nên một mảng xanh tuyệt đẹp. Bãi rêu đang biến đê chắn sóng ở thôn Phổ An, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi thành điểm check-in thu hút du khách. Những ngày này, du khách ùn ùn kéo đến đê chắn sóng Phổ An để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hút mắt của những bãi rêu xanh ngút ngàn. Không chỉ mang vẻ đẹp của rêu xanh và biển cả, vị trí này cũng là nơi cực kỳ lý tưởng để ngắm tượng Phật Quan Âm cao nhất Đông Nam Á ở chùa Minh Đức. Cùng với đó là nhìn toàn cảnh cầu cổ lũy đẹp lung linh dưới ánh nắng chiều, biến nơi đây thành điểm check-in mới của Quảng Ngãi. Theo người dân, buổi chiều là thời gian rất đông những người trẻ tìm đến bãi rêu chụp hình và thư giãn. Nhiều người sử dụng mạng xã hội cho rằng đây xứng đáng là điểm đến trong dịp này nếu ghé thành phố Quảng Ngãi. Có du khách cho biết sau chuyến đi chắc chắn sẽ đăng những hình ảnh để quảng bá cho Quảng Ngãi. Ngày 31 tháng 3 là lễ phục sinh của người Công giáo, nhưng cũng nằm trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Tại thành phố Anwar của Bỉ, hai cộng đồng này đã cùng ăn tối trong một bàn ăn dài 2 km trên đường phố. Sự kiện này kết hợp iftar, bữa ăn tối của người Hồi giáo trong tháng lễ Ramadan với bữa ăn tối mừng lễ phục sinh của cộng đồng Công giáo. Theo ban tổ chức, sự kiện mang thông điệp về sự hòa nhập và kết nối giữa các nền văn hóa chỉ lúc thế giới đang chứng kiến nhiều căng thẳng. Chúng tôi muốn mượn sự đa dạng trong tôn giáo và văn hóa để mang mọi người đến với nhau và tham gia vào ngày lễ của nhau. Thật tốt khi những người từ các nền văn hóa khác nhau có thể ngồi lại cùng nhau và tìm hiểu về nhau. Đây là năm thứ hai anh Bác tổ chức sự kiện này. Năm ngoái, khoảng 2.500 người đã ngồi vào bàn ăn dài 1 km. Năm nay, chiều dài bàn ăn được nhân đôi và theo ban tổ chức đã có 7.000 người đăng ký tham gia. Sau lễ hội sắc màu Holi, người theo đạo Hindu tại bang Maharashtra của Ấn Độ đã đổ về đền Bairavnath để tham dự lễ hội Bhagat Yatra. Những người tham gia thường mặc trang phục màu đỏ, tạo nên nét riêng biệt cho sự kiện này. Bhagat có nghĩa là cỗ xe của thần. Cỗ xe này được làm từ gỗ keo, phần bánh xe được làm bằng đá. 8 con bò đực do dân làng khắp Maharashtra quyên góp sẽ kéo cỗ xe này. Lễ hội Bhagat Yatra đã tồn tại hơn 800 năm, được biết đến với nhiều nghi lễ, trong đó có việc các tín đồ treo mình trên cao bằng những chiếc móc. Một số người khác thì nhịn ăn trong 5 ngày. Chúng tôi được nhuộm đỏ, tất cả mọi người đều được nhuộm đỏ. Mặc dù ngoài trời đang là 40 độ C, nhưng chúng tôi không cảm nhận được cái nóng đó. Đó là vì thần Kashinath đã ở bên chúng tôi. Chúng tôi thường cầu mong rằng những điều ước của chúng tôi sẽ được thần linh đáp lại. Vậy nên chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng biết ơn. Lễ hội Bhagat Yatra đã trở thành một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa của bang Maharashtra. Hàng năm, lễ hội thu hút tín đồ từ khắp bang đến tham gia. Truy tìm trứng phục sinh, sau đó đổi trứng lấy kẹo. Đây là hai trong số những hoạt động dành cho các bạn nhỏ mừng lễ phục sinh ở thành phố Brooklyn, bang Minnesota, Mỹ. Hoạt động cộng đồng thường niên này đã thu hút nhiều gia đình đến tham gia. Những quả trứng phục sinh đầy màu sắc được rải đầy khuôn viên của nhà thờ chào đón các bạn nhỏ đến đây vui chơi. Hình thức chơi tương tự như trò đi tìm kho báu hoặc truy tìm mật thư. Đây là dịp các gia đình trong cộng đồng gặp gỡ nhau và ăn mừng lễ phục sinh. Ban tổ chức cho biết hoạt động năm nay đã thu hút hơn 1.000 người đến tham gia. Tôi thấy vui vì đây là hoạt động lành mạnh đối với bọn trẻ. Ở đây các con được an toàn và vui chơi. Đây cũng là một dịp để cả nhà bên nhau. Chúng tôi mong muốn mọi người xem đây là nhà. Hoạt động này đem mọi người đến gần nhau hơn để cùng vui chơi. Những giây phút vui vẻ do hoạt động vui chơi sẽ để lại kỷ niệm đẹp cho trẻ em. Còn với người lớn, nó góp phần xây dựng tính gắn kết các gia đình, xây dựng cộng đồng. Triển lãm nghệ thuật sắp đặt kết hợp trình diễn ánh sáng đang giúp cho cảng Victoria tại Hồng Kông, Trung Quốc trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Triển lãm được chính quyền Hồng Kông phối hợp với tổ chức Team Lab của Nhật Bản thực hiện mang tên Sự Tiếp Diễn. Tại triển lãm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm khối quả trứng khổng lồ có gắn đèn màu rực rỡ, được bố trí trên bờ lẫn dưới nước. Màu sắc của những quả trứng sẽ linh động thay đổi khi bị tác động bởi du khách, sóng hoặc gió. Chúng tôi đã làm nhiều tác phẩm nghệ thuật chiếu sáng trước đây, nhưng lần này chúng tôi muốn mang đến những điều khác lạ. Những tác phẩm có sự sống, có sự liên kết, tương tác với du khách, và đó là lý do ra đời của những tác phẩm này.
Từ khi được khai trương vào đầu tuần trước, triển lãm đã thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 2 tháng 6. Ở phần an ninh trật tự chiều nay, gió lớn, 4 căn nhà ven quốc lộ 91 bị lửa thiêu rụi vào sáng nay. Và Lâm Đồng triệt phá băng nhóm trộm tài sản liên tỉnh. Mở đầu phần an ninh trật tự, sáng nay tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn 4 căn nhà. Ngoài ra còn có 2 căn nhà bị cháy xém, gây thiệt hại đến 50%. Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, hỏa hoạn phát lên từ căn nhà của ông Cao Hồng Kha tại tổ 11 ấp Bình Hưng 2, sau đó lan sang các căn nhà bên cạnh. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực huyện Châu Phú đã huy động xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp cùng chính quyền và người dân dập lửa. Thời điểm xảy ra cháy có gió lớn nên ngọn lửa bùng phát nhanh và lan rộng qua những ngôi nhà liền kề, đã tạo thành cột khói đen bao phủ cả khu dân cư Bình Hưng 2 nằm cặp quốc lộ 91. Sau gần 1 giờ tích cực chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Sáng nay trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ô tô con. Tai nạn khiến hàng loạt phương tiện ngang qua phải di chuyển chậm kéo dài trên đường. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 7 giờ 20 ngày 1 tháng 4, xe ô tô con mang bảng số thành phố Cần Thơ, trong lúc đi qua đoạn km 45, đoạn thuộc địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, thì tài xế phát hiện phía trước đường có chướng ngại vật nên giảm tốc độ để né tránh. Cùng thời điểm này, xe ô tô con mang bảng số thành phố Hồ Chí Minh đang lưu thông cùng chiều từ phía sau trở tới, phát hiện nên cũng giảm tốc độ theo. Phía sau, hai xe ô tô con mang bảng số tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp đi tới, tông vào nhau khiến các xe va chạm liên hoàn trên đường. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, cả 4 phương tiện đều bị hư hỏng. Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và ghi nhận vụ việc. Công an thành phố Đà Lạt cho biết đang tạm giữ Nguyễn Phi Hùng, 34 tuổi và Cao Ngọc Vinh, 29 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận để điều tra về hành vi trộm cắp. Vào ngày 28 tháng 3, Hùng và Vinh đi xe máy từ Phan Rang, Tháp Chàm lên Đà Lạt khi đi ngang một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân. Tại đây, hai người này tra trộn vào đám đông và trộm chiếc điện thoại của một du khách đang đứng chờ xe phía trước khách sạn. Sau đó, cả hai vào trung tâm thương mại ở quảng trường Lâm Viên, trộm thêm một ba lô có tiền và điện thoại rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định và bắt gọn hai nghi can trên khi chúng đang di chuyển đến thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận có 4 tiền án, trong đó có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết, người dân lại vừa phát hiện số lượng lớn gồm 32 gói hình chữ nhật nghi ma túy trôi dạt vào vùng biển Gò Công vào chiều và tối qua. Như vậy, đến nay, tại khu vực biển Gò Công đã phát hiện 84 gói hình chữ nhật nghi là ma túy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3, hai người dân đi lượm ve chai tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Kiển Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Tại đây, cả hai phát hiện và giao nộp cho công an xã 3 gói hình chữ nhật. Mỗi gói có trọng lượng hơn 1 kg, nghi là ma túy. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hắc, 59 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông, phát hiện một khối hình hộp trôi dạt trên biển Gò Công. Qua khám nghiệm, hộp chứa 29 gói hình chữ nhật, mỗi gói có trọng lượng khoảng 1 kg, bên trong chứa tinh thể dạng rắn. Các lực lượng chức năng đã tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm để kịp thời phát hiện những trường hợp còn sót lại. Trước đó, trong hai ngày 29 và 30 tháng 3, cũng tại khu vực biển Gò Công, người dân đã phát hiện 52 gói hình chữ nhật, mỗi gói có trọng lượng khoảng 1 kg, nghi là ma túy tổng hợp. Hiện toàn bộ tang vật trên đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Tiền Giang điều tra theo thẩm quyền. Thưa quý vị, tại cúp truyền hình năm ngoái, tay đua Nguyễn Thắng, đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đã giành chiếc áo cam đầu tiên, giải thưởng dành cho vận động viên Việt Nam có thứ hạng tốt nhất trên bảng xếp hạng. Năm nay, áo cam tiếp tục hứa hẹn là cuộc cạnh tranh hấp dẫn, khó đoán giữa những cua rơ hàng đầu trong nước. Năm 2024, phần thưởng dành cho danh hiệu áo cam tăng gấp đôi từ 50 triệu lên 100 triệu đồng cũng là cơ sở để các đội tính toán chiến thuật đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu này. Bởi cuộc cạnh tranh áo cam sẽ còn phụ thuộc liên quan đến hai danh hiệu khác là áo vàng và áo đỏ.
Rất khó cho vận động viên mà muốn đạt được thành tích chiếc áo cam đi nữa thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến áo vàng và áo đỏ. Thì chính vì vậy họ sẽ bị ràng buộc nhau ở những cái thành tích đan chéo như thế này. Những cái tên tham vọng có thể kể đến là Nguyễn Thắng, Nguyễn Tuấn Vũ của ekip thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Tấn Hoài, Lê Ngọc Sơn, Quang Giang hay Phan Hoàng Thái, Nguyễn Quốc Bảo đại diện của Đồng Tháp, cũng như Nguyễn Hoàng Sang và Nguyễn Hướng của Đồng Nai. Cũng không thể bỏ sót tay đua Phạm Lê Xuân Lộc, ekip quân khu 7, một trong những chân leo đèo xuất sắc nhất của Việt Nam lúc này. Đương kim áo trắng cúp truyền hình có thể dựa vào 7 ngọn đèo cao, nhất là đèo Khánh Lê, để tạo ra sự khác biệt. Khuôn khổ chặng đua Rally Safari tại Kenya, hai ngày thi đấu chính thức khép lại với màn lên ngôi của tay đua đội Toyota, Kalle Rovanperä. Đây là lần thứ hai tay đua người Phần Lan này giành chiến thắng tại chặng này. Do các yếu tố địa hình và thời tiết, chặng đua tại Kenya được xem là khắc nghiệt nhất ở mùa giải năm nay. Tại những vòng đầu ngày đua cuối, Elfyn Evans là cái tên bứt phá và giành được chiến thắng. Tuy nhiên, khi càng về đích, anh càng bị nhiều đối thủ vượt mặt. Rovanperä nhờ cân bằng được các yếu tố tốc độ, khả năng kiểm soát kỹ thuật nên đã vươn lên dẫn cách biệt 2 phút so với đoàn ở những vòng cuối. Nhờ đó, tay đua Phần Lan cán đích đầu tiên tại thị trấn Naivasha. Chiếc vô địch này là chiến thắng thứ 12 trong sự nghiệp của Rovanperä. Tay đua về nhì là đồng đội của anh đến từ Nhật Bản Takamoto Katsuta, chỉ thua đúng 1 phút 37 giây. Về đích thứ 3 là tay đua của đội Ford Adrian Formo. Đây là một trong những thành tích cao nhất đến hiện tại của tay đua người Pháp. Các vị trí thứ 4 và thứ 5 của mùa giải lần lượt thuộc về Evans của đội Toyota và Thierry Neuville của đội Hyundai. Ở chặng tới, WRC sẽ trở lại đường đua nhựa tại Croatia từ ngày 18 tháng 4. Hàng trăm tay lái mê tốc độ cùng nhau đổ dốc con đường quanh co nổi tiếng của San Francisco, Mỹ trên những chiếc xe ba bánh trẻ em. Đường đua đánh dấu sự trở lại của sự kiện Bring Your Own Big Wheel. Trong 2 giờ, các tay đua trong trang phục bắt mắt vượt qua những đoạn rẽ gắt của con đường Vermont dài khoảng 200m thuộc khu phố Petro Hill. Hàng trăm khán giả có mặt, họ reo. Tôi thì đam mê tốc độ lắm. Thực tế nhanh hơn nhiều so với bạn thấy đấy. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong năm. Thật phấn khích. Sự kiện thường niên này không thu phí người tham dự. Quy định duy nhất là dùng chiếc xe ba bánh làm bằng nhựa, với bánh xe cũng bằng nhựa. Tôi ra đây để tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ. Tôi đã mua một số xe ba bánh trực tuyến và cải tiến chúng một chút. Cảm giác lao tới vun vút mà bạn có được khi bay xuống ngọn đồi đó và mọi người cổ vũ bạn thật tuyệt vời. Để bảo vệ các tay đua và khán giả, nhiều đoạn đua được bao cỏ khô hai bên đường. Một số đoạn khác thì có nhánh đường phụ trải bê tông hoặc cây cối và bụi rậm để các tay đua nếu lỡ tiếp đất cũng nhẹ nhàng hơn. Thông tin cập nhật, chiều nay trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua thành phố Tân An, tỉnh Long An đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe con. Vụ việc khiến giao thông qua đoạn này bị ùn ứ kéo dài. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 16 giờ chiều nay, xe đầu kéo kéo theo rơ móc đang lưu thông trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, hướng đi từ Tiền Giang về Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc xe đang đi qua đoạn km 34, đoạn thuộc địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An, thì bất ngờ va chạm với xe ô tô con đang lưu thông cùng chiều trên đường. Cú va chạm làm chiếc xe con quay ngang trước phần đầu của chiếc xe đầu kéo và bị trượt dài trên đường. Vụ việc không gây thiệt hại về người, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng. Nhận tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi tối ấm áp bên người thân và gia đình. Và đừng quên đón xem chương trình 60 giây sáng mai với những thông tin cập nhật. Xin tạm biệt quý vị.